Xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ trở lại một video hướng dẫn cho các bạn cách bảo mật điện thoại khi mà cho người khác mượn máy để sử dụng ha. Thì nếu mà ai đó mượn máy của các bạn á mà sử dụng một tính năng ví dụ như là xem YouTube thôi, thì các bạn cho họ mượn để xem YouTube thôi chứ không có làm được thao tác khác để bảo mật các dữ liệu trên máy của mình như là cloud hoặc là hình ảnh ha. Thì cái tính năng bảo mật này như sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thao tác. Các bạn cho một cài đặt này. Rồi, các bạn cho một cài đặt chung. Rồi tìm được cái mục tên là trợ năng. Rồi, trong một trợ năng này các bạn xem xét phía dưới cuối cùng nó sẽ có một cái mục tên là truy cập đường dẫn, thì các bạn bật tính năng này lên, lúc đầu nó sẽ tắt ha, các bạn bật nó lên, sau đó chọn cái mục là cài đặt mật khẩu, chọn cái mục là đặt mật khẩu được hướng dẫn 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Trường hợp này các bạn cũng có thể sử dụng cái tút ID của mình bật nó lên luôn. Rồi thì các bạn nhớ ha, để sử dụng tính năng này thì các bạn phải bật phím home 3 lần. Đây, mình sẽ ra cho bạn xem. Giờ mình giới hạn cho họ cho mượn để xem YouTube thôi. Thì các bạn vô đây, mở YouTube lên. Đó. Sau đó các bạn bấm phím home 3 lần. 1, 2, 3. Đó, bấm liên tục với mình ha. 1, 2, 3. Đó. Nó sẽ hiện lên là truy cập đường dẫn nè. Các bạn chọn là bắt đầu. Rồi, sau khi bắt đầu xong rồi thì người ta chỉ xem được YouTube thôi. Khi mà bấm nút Home để thoát ra các ứng dụng khác thì sẽ không cho. Các bạn thấy không? Không cho. Còn nếu mà muốn thoát thì phải bấm nút này 3 lần hoặc là đặt cái mật khẩu lên. Đặt mật khẩu bên tay lên. Đặt 3 lần nè, 1, 2, 3. Rồi đặt mật khẩu bên tay lên. Đây mình đặt mật khẩu nó hơi khó. Rồi mình chọn mật khẩu máy đi. Nếu mình đặt là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Bấm. Thoát. Tiếp tục. Rồi. Sau đó thoát ra được đúng không? Để bấm tiếp lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Thoát ra rồi. Đó. Bây giờ mình mới sử dụng được cái tính năng khác ha. Đây là một tính năng khá là hữu ích khi mà bạn nào có nhiều dữ liệu quan trọng hoặc là có các thông tin bảo mật. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn ha. Thì lưu ý chỉ dành cho iPhone đấy ha.